Cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu micro xích tay cụt mini nha mọi người. Chuyên về mảng cho anh em leo nhong nhánh tỉa cành hoặc lâu lâu mang ra dọn vườn rẫy trong gia đình vườn nhà nha mọi người. Em này đến từ thương hiệu của Komatsu này. Đó, mã số của em này là G250 này, rất là nhỏ gọn nha. Em này trọng lượng khoảng 3 kg thôi. Đấy, dành cho những chú nào có tuổi ấy, mình muốn một con nhẹ nhàng lâu ra dọn vườn rẫy, cầm một tay sử dụng thoải mái ha mọi người. Đó, thì em này có núm bơm xăng này, đó núm bơm xăng này và e tự động luôn nha mọi người. Đó, công tắc đây ha. Đời này thì rất là mi nhon, nam 30 nha mọi người. Nó mặt cắt cây là 25 cm, xích chân 25 nha mọi người. Nam xích khá đẹp, các đầu ránh lam chưa có bị dập đầu và chưa bị kè và xích còn khá là dày ha. Đó. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Đó, và bên tăng xích của em này là đằng trước này. Đây nó còn vít bốn cạnh, đó còn tăng xích ha. Cái phía mặt máu ốp lam cắt tem mặt thương hiệu vẫn còn nhé mọi người. Komatsu G250 ha mọi người. Đấy, rất là đẹp nhé. Mã số seri đây 925061, mắc in Japan này, hàng chuẩn của Nhật Bản ha. Lốc mặt tiền đây khá là sáng. Thì đằng trước này thiết kế cho mình hai bình nắp chứa nguyên liệu, bên trên này là xăng pha chung với nhớt, ở dưới là nhớt thải bôi trơn lam xích mọi người. Lốc mặt tiền khá là sáng ha. Tình trạng máy là bao rin, bảo hành, bao lột lòng 12 tháng nhé. Nó mua được tặng kèm hai món đồ buji và rúa. Đây nó có nút bơm xăng này. Bên phía chụp giật đây. Dạ. Đó, bên phía chụp giật tem mạc còn nguyên ha. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Giá của em này là 2 triệu đồng tròn nhé. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0988628901 nha mọi người. Xuống là tắt, đẩy lên là xài, gần tay ga bóp luôn, dễ tắt mở ha. Kéo nhẹ nổ đi. Nói chung là mẫu này dành cho những chú nào có tuổi hoặc anh em chuyên về mảng leo tỉa cành, sử dụng rất là nhẹ nhàng ha, 3 kg, leo nhong nhánh là rất là sướng ha. Giá là 2 triệu đồng tròn nhé, anh em nào ưng liên hệ của em ha.